Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBTN, hôm nay chúng tôi có mời ông Trần Quang Thành là thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam đến để giải đáp một số câu hỏi liên quan đến niềm tin của Cơ Đốc giáo. Xin chào ông. Xin chào cô và xin kính chào quý khán thính giả. Thưa ông, trong Kinh Thánh, sách Tin Lành Giăng có thuật lại câu chuyện ông Nicodem, một nhà lãnh đạo của dân Do Thái, đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm với mục đích tìm hiểu sự thật Chúa Giêsu là ai. Trong cuộc trò chuyện đó, Chúa Giêsu đã nói với ông rằng, nếu các ngươi chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh lại, thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Nhưng ông Nicodem không hiểu. Sau đó, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh để giải thích cho ông, được chép trong Giăng, chương 3, câu 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu, và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh, thì cũng như vậy. Xin ông giải thích câu nói này của Chúa Giêsu. Cảm ơn cô. Kính thưa quý khán giả, như cô đã trình bày thì trong Kinh Thánh cho biết trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Judah. Qua lời mô tả này thì ông là người am tường Kinh Thánh cựu ước, có trình độ, có quyền lực và có một đời sống rất đạo đức. Nhưng ngay sau khi gặp Chúa Giêsu, Ngài bảo ông, quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh lại thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Nghĩa là không bởi nước và Thánh Linh sinh lại thì không có sự sống đời đời. Và như cô cũng đã nói, ông không hiểu, nên Chúa đã giải thích trong câu số 8 là câu hỏi mà cô đã nêu ra. Theo tôi, điều Chúa muốn nói ở đây là người sinh lại bởi Thánh Linh cũng như gió. Có nghĩa là chúng ta không thấy gió, không biết gió đến từ đâu. Nhưng chúng ta có thể nhận ra gió bởi những kết quả do gió gây ra. Như là chúng ta nhìn thấy lá rụng, tóc bay. Người được sinh lại cũng như vậy. Chúng ta không biết bằng cách nào, nhưng đó là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhưng khi chúng ta nhìn vào đời sống của người đó, chúng ta biết người ấy được sinh lại, thưa cô. Xin ông có thể nói cụ thể hơn điều này không? Cảm ơn cô. Có lẽ Sứ Đồ Giăng cũng biết hội bối chúng ta sẽ thắc mắc. Cho nên ông đã giải thích điều này trong chương 4 sau đó. Qua câu chuyện về người đàn bà Samari được chép trong chương 4, câu 3 đến câu 7. Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê và Ngài phải ngang qua xứ Sa-ma-ri và Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Sika gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp nhưng đi đàn mỏi mệt. Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng bấy giờ độ chừng giờ thứ 6 tức là 12 giờ trưa. Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Giê-xu phán rằng hãy cho ta uống vì môn đồ ngài đã đi ra phố đặt mua đồ ăn. Và bắt đầu từ câu 9 đến câu 29, Giăng mô tả lại cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu với người đàn bà Samari này. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta để ý tình trạng người đàn bà trước khi gặp Chúa Giêsu như thế nào. Từ câu 16 đến câu 18, Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng người và nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi có hiện chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Thưa quý vị nhận xét như thế nào về người đàn bà này? Ăn ở với 6 người đàn ông mà chẳng có người nào là chồng của mình hết. Rõ ràng đây là một người đàn bà tội lỗi, xấu xa và bị những người dân trong xứ Samari khinh thị. Chính vì lẽ đó mà bà đi xét nước vào giữa trưa vì bà tránh chạm mặt với những người đàn bà khác và cũng không muốn ai bắt gặp mình trên đường. Bà sợ xấu hổ. Điều thứ hai, bà tự hào về truyền thống. Tại sao tôi dám nói như vậy? Chúng ta để ý từ câu 10 đến câu 12, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết ngươi nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và ngươi sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, hỡi Chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống. Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng là lạy cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến bầy con cháu cùng các bầy súc vật nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?
Quý vị hãy để ý trong câu 12, bà là người tội lỗi nhưng bà không nhìn nhận về sự thật về con người của mình. Trái lại, bà tự hào mình là con cháu của Gia-cốp, tổ phụ của dân Do Thái. Cái điều thứ ba, bà tự hào về tôn giáo. Sau khi Chúa Giê-xu giới thiệu nước sống cho bà trong câu 10, thì bà lấy ông tổ của mình là Gia-cốp để so sánh với Chúa Giê-xu. Đến lúc Chúa đề cập đến vấn đề tội lỗi của bà, Chúa nói, hãy gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Chúa biết rõ bà đã ăn ở với 6 người đàn ông. Đến đây, bà chấp nhận tội và đã khai thật với Chúa. Tuy nhiên, bà vẫn cố tình né tránh, đánh trống lảng. Bà nói, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Bà hãnh diện về tôn giáo của bà. Ý của bà là gì? Ý của bà là cho dù tôi là người thế nào đi chăng nữa, thì tổ phụ của tôi là Gia-cốp và chúng tôi vẫn có nơi để thờ tự. Khi người đàn bà đề cập đến vấn đề thờ phượng, thì Chúa dùng ngay điều đó để giải đáp cho bà trong câu 22. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Ngay lúc đó người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu đã kết thúc cuộc trò chuyện của Ngài trong câu 26. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với người này chính là đấng đó. Và ngay lúc đó bà gặp đấng Mê-si, đấng mà bà đã và đang chờ đợi. Không phải bà đi tìm Chúa, mà chính Ngài đi tìm và cứu bà. Tôi và quý vị cũng vậy. Chúng ta không đi tìm Chúa, mà chính Chúa đã tìm và cứu chúng ta. Ngài đã rời thiên đàng vinh hiển đến thế gian này để tìm bạn và tôi. Vấn đề đặt ra là sau khi gặp được và tin vào Chúa Giê-xu, nhận được sự cứu rỗi rồi, người đàn bà này đã làm gì? Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi của cô. Điều này được mô tả trong hai câu 28 và 29. Người đàn bà bằng bỏ cái vò nước của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là đấng Christ. Qua hai câu này chúng ta thấy bà có ba hành động. Hành động thứ nhất là bà bỏ nhu cầu vật chất. Bà bỏ cái vò nước lại bên giếng nước. Mục đích của bà là ra giếng để lấy nước. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bà nữa. Sau khi gặp Chúa, bà đã được thay đổi hoàn toàn. Chúa cho bà một nhân sinh quan mới, một đời sống mới, một mục đích mới trong đời sống. Vì thế bà không còn nghĩ đến chuyện múc nước nữa, nhưng vội vã chạy vào thành để giới thiệu về đấng cứu thế. Điều thứ hai, bà bỏ đi mặc cảm sỉ nhục. Trước đây bà không muốn gặp bất cứ ai vì mặc cảm tội lỗi. Bà sợ người ta chê cười, khinh dễ nên bà đã âm thầm ra giếng múc nước lúc giữa trưa. Nhưng sau khi biết Chúa, bà không còn né tránh người khác, nhưng mạnh dạn vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Mọi điều bà đã làm là điều gì? Chắc chắn là không có điều gì tốt, không có điều gì đáng hãnh diện hết. Và có thể trước kia bà từ chối quanh co, nhưng giờ đây bà có can đảm đối diện và nói đến chúng để làm vinh danh Chúa. Hãy đến mà xem trước kia tôi nhúc nhơ như thế nào, nhưng bây giờ tôi thay đổi ra làm sao. Điều thứ ba, bà bỏ lòng bạn thù. Có lẽ trước đây bà không muốn gặp họ vì một phần vì sợ người ta chế cười, một phần bà căm ghét họ vì họ không thông cảm cho cuộc sống của bà. Nhưng giờ đây bà đã bỏ qua sự căm ghét đó, bà muốn họ được cứu giống như bà. Thay vì căm ghét những người miệt khinh, bà đã quan tâm và yêu thương đến họ. Đây cũng là điều Chúa muốn thấy ở tôi và quý vị là những con dân của Ngài, như lời Ngài đã dạy. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Chúa Giê-xu tìm đến bà để cứu bà, dù bà là con người tội lỗi. Khi nãy chúng ta có đề cập đến một người có địa vị, có quyền lực, có đời sống đạo đức tên là Nicodem, đi tìm Chúa Giê-xu để tìm câu trả lời cho đời sống tâm linh của ông. Do đó, dù quý vị là tôi là người hạng nào trong xã hội, thì chúng ta cũng có nhu cầu về đời sống tâm linh, và chỉ có Chúa Giê-xu mới là đấng duy nhất giải quyết nhu cầu này cho chúng ta. Đừng tự hào về truyền thống cha ông mình nữa. Đừng tự hào mình cũng có một tôn giáo như người đàn bà kia. Hãy đến với Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài để quý vị nhận được cuộc sống bình an trên đất và phước hạnh đời đời ở mai sau. Amen. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ bình an, phước hạnh trong tay Chúa. Trân trọng kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến.
thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng cứ mời quý vị đón xem VTV Chủ nhật ngày 26 tháng 5 2019 vào lúc 11 giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vatvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.